Hello, rất vui được trở lại cùng các bạn. Xin kính chúc một ngày mới thật sự an lành và hạnh phúc nha. Lời đầu cho mình gửi lời nhắn đến tất cả bà con, cô bác cùng bạn bè ở khắp mọi nơi gần xa. Những người mới vào xem kênh mình lần đầu đấy, xin vui lòng để lại một cái like, một cái đăng ký để ủng hộ kênh nha. Mình thật sự rất là biết ơn nhiều lắm. Và hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến cả nhà mình một số nét ở thành phố San Jose, chẳng hạn như nhà ở, khu thương mại của người Việt Nam, cũng như mình muốn nói qua cái vấn đề mà tại sao ở Mỹ không có nhà ở mặt tiền hay là nhà trong hẻm. Nói chung là có mặt tiền, có trong hẻm, nhưng ở đây không có phân biệt trong hẻm hay mặt tiền các bạn, tất cả đều giống như nhau hết. Và lý do tại sao mà như thế, nhất là những trẻ em sinh ra và lớn lên ở đây đó, mà nói đến mặt tiền hay trong hẻm thì họ không có hiểu các bạn. Họ không có hiểu lý do tại sao mà gọi là mặt tiền hay trong hẻm. Đây nè các bạn xem nè, đây là những cái căn nhà mà đa số là của người Việt mình ở đấy. Nó những con đường nhỏ đấy. Đây là không phải con đường lớn. Đó. Nếu mà ở nơi khác thì người ta cũng có thể gọi là đây là mặt tiền đấy. Nhưng mà ở đây thì không các bạn. Dù ở trong con đường nhỏ hay đường lớn, điều tất cả như nhau hết. Giá trị căn nhà đó, tùy theo mới hay cũ, lớn hay nhỏ, chứ không có phân biệt mà đó là nhà mặt tiền hay là nhà ở trong hẻm. Và mỗi căn nhà ở đây thì tương đương khoảng 1 triệu đô la đấy các bạn. Rất là đắt tiền. Ở nơi khác thì mình không hiểu, nhưng ở thành phố San Jose đó, miền Bắc California thì giá nhà rất là đắt. Nếu các bạn xem đó, đây là phần lớn là nhà của người Việt mình đó. Đa số là người Việt mình ở đây rất là đông, tập trung ở thành phố San Jose đó. Đó, và đây là khu thương mại nè các bạn. Khi mà họ muốn làm ăn đó thì họ phải xây dựng một cái khu thương mại và tập trung vào đó mà làm ăn, chẳng hạn như là chợ hay là các nhà hàng, các văn phòng, tất cả đều tập trung vào một khu. Đó, họ xây gãy gác từng nơi vậy đó, mà mỗi một khu thì lớn lắm. Còn nhà thì đặc biệt chỉ để ở thôi, chứ không có buôn bán hay là kinh doanh gì ở nhà hết đó các bạn. Do đó mà nhà ở đường lớn, đường nhỏ đều giá trị giống nhau hết, vì mục đích chính là chỉ ở thôi, chứ không có kinh doanh. Khi mà muốn làm ăn kinh doanh thì phải vào một cái khu đó, xây dựng một cái khu và tập trung vào đó mà kinh doanh làm ăn. Và mời các bạn xem qua cái khu thương mại này ở đường góc đường Murphy và Lân Đì đó, cũng đa số là của người Việt Nam mình đó. Đây là nhà hàng Thiên Hương nè các bạn, phở Thiên Hương đó cũng rất nổi tiếng ở đây. Các bạn nào muốn ăn phở Thiên Hương thì hãy đến đây nha, đây cũng rất là đặc biệt đó. Và cái khu này thì không có riêng biệt cho Việt Nam, cũng có nhiều sắc tộc khác nữa, chẳng hạn như người Tàu, người Nhật cũng ở đây cũng nhiều lắm. Và đây cũng có một cái văn phòng đại diện của DHL đó. Cái này thì của Mỹ. Cái công ty vận chuyển DHL có mặt khắp mọi nơi trên thế giới đó các bạn. Ở Việt Nam mình cũng có nữa. Và văn phòng đại diện của họ thì ở đây một cái nè. Nó rải rác nhiều nơi lắm. Và mời các bạn cùng đi xem nha. Lần lượt ở đây là nhà hàng của Thái nè, rồi kế đến thì nhà hàng Tàu và hàng Nhật, nhiều lắm. Đấy, mời các bạn cùng đi xem. Nói khi họ muốn làm ăn thì họ tập trung vào một cái khu như thế đó. Làm ăn ban ngày thì ban đêm thì đóng cửa lại về nhà ở. Còn nhà thì đặc biệt chỉ để ở thôi, chứ ngoài ra là không có buôn bán gì ở nhà hết đó các bạn. Đó, và bây giờ mời các bạn cùng đồng hành đi xem nha.
xin giới thiệu đến các bạn, đây là cái khu của bác sĩ đó các bạn. Những cái văn phòng của bác sĩ gia đình đó. Ở đây đó, mỗi người hầu như ai cũng có đăng ký cho mình một bác sĩ gia đình đó. Để hàng tháng hay là định kỳ mình đi khám. Ví dụ có bệnh thì bác sĩ cho thuốc uống. Hoặc là bệnh nhiều hơn nữa thì bác sĩ làm giấy đó, chuyển mình đi đến bệnh viện lớn để điều trị. Nếu mà các bạn xem qua rất là nhiều văn phòng bác sĩ ở nơi đây đó, tập trung ở một cái khu riêng này đó, cũng rộng lớn lắm. Nếu mà các bạn xem qua nha, rất là đẹp các bạn. Lúc mình nhìn thấy nó nho nhỏ thì chỗ bên trong rộng lớn lắm, giống như một cái bệnh viện. Ở đây người ta xây nhà nhỏ và thấp, lý do ở đây cái khí hậu nó lạnh đó các bạn. Nếu mà xây cao rộng lớn thì cái độ sưởi ấm đó, nó không có đủ cho mùa đông hoặc mùa hè thì nóng sẽ tốn nhiều năng lượng lắm. Do đó người ta luôn xây căn nhà nó ở mức độ vừa phải. Thì lúc mình nhìn thấy nó nhỏ, nó thấp như chắc thật sự bên trong thì rộng lớn lắm. Và ở nơi đây thì cũng có một vài cái shop nho nhỏ đó, chẳng hạn như là pizza, bánh mì và những cái shop nho nhỏ bán những cái đồ lặt vặt đấy các bạn. Cái bên kia thì cây xăng cũng phần lớn là của Việt Nam mình đó, họ thường tập trung làm ăn như thế. Còn đây là bên trong của một cái tiệm bánh nè các bạn, xem những cái bánh đồ ăn điểm tâm đó của người Việt mình đó, đủ các loại món ăn hết, chè, bánh trái, nhiều thứ lắm, trông rất là ngon. Thật sự thì người Việt mình rất thành đạt ở đây các bạn. Còn đây là một cái chợ cũng của người Việt mình đó nè đó, khi họ làm ăn thì họ xây dựng từng khu như thế ra ngoài buôn bán làm ăn, chứ không có ở nhà. Nhà thì đa số là chỉ về ngủ nè, ban ngày đi thì đóng cửa, ban đêm về ngủ đó các bạn xem đó. Những căn nhà nó nhỏ bé tí đó các bạn, ít khi có nhà cao tầng lắm. Nhìn thấy nó nho nhỏ như thế đó nhưng mà thật ra thì rất là đắt tiền. Người Việt Nam mình ở đây nhiều lắm. Các bạn xem nó đa số thì những căn nhà thấp thấp như thế. Xung quanh thì trồng cây xanh nhiều lắm, rất là mát mẻ. Đây là con đường cũng khá lớn. Còn đây là một cái khu mà công nghiệp đó. Đó, khi họ muốn mở một cái công ty hãng xưởng gì đó thì họ cũng làm một cái khu riêng. Cái khu này cũng lớn lắm các bạn. Nó vào đó sản xuất, làm ăn cũng riêng biệt vậy đó. Đặc biệt cái khu này thì dành cho công nghiệp đó các bạn. Còn đây là khu chung cư đó. Đa số thì cũng người Việt mình ở đây rất là đông, tập trung ở trong cái khu này đông lắm người Việt mình á. Một cái khu chung cư á, khu chung cư thì cũng chỉ để ở thôi, chứ ngoài ra là cũng không có bán buôn gì trong đó hết. Ban ngày đi làm, ban đêm thì về ngủ thôi.
Nếu các bạn xem đó, mỗi khu cũng rất là rộng lớn, mà phần lớn là người Việt mình ở. Còn đây là cái trường học này các bạn, trường học high school đó. Cái trường này thì lớn lắm, trước kia hai đứa nhỏ mình nó cũng học ở đây. Đây là mặt sau, bên trong rất là rộng lớn. Trường học thì họ cũng xây riêng một cái khu, và đặc biệt thì xung quanh trường học cũng chẳng có buôn bán gì hết. Đi học thì nhà trường cho trẻ em ăn uống ở trong đó, họ cấp thức ăn nước uống đầy đủ hết. Còn bên ngoài, xung quanh bên ngoài thì cũng chẳng có một cái shop nào buôn bán cái gì hết á các bạn. Bởi vì mọi thứ buôn bán thì đều tập trung vào khu thương mại. Và video cũng khá dài rồi, mình xin phép được kết thúc ở nơi đây nha. Xin kính chúc tất cả bà con cô bác luôn có những ngày tháng thật sự an lành và hạnh phúc nha. Mình thật sự rất là biết ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở nhiều video sau nha.